Xác định công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng giúp người dân tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý hiệu quả. Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác này với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng được trợ giúp pháp lý. Để thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm đã tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch hướng tới cụ thể hóa mục tiêu, nội dung trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là đối tượng đặc thù như người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ vị thành niên. Từ năm 2018 đến năm 2020, Trung tâm thực hiện 149 cuộc trợ giúp pháp lý tại cơ sở cho hơn 5.200 lượt người dân tham dự, tư vấn pháp luật tại chỗ cho hơn 5.000 người dân, tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 780 người dân. Qua 5 năm triển khai thực hiện luật trợ giúp pháp lý, chúng tôi đã tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền tại những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, rồi phối hợp với các ngành, thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lồng ghép với các hội nghị để phổ biến nội dung của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Trung tâm đã thực hiện qua Internet, trang thông tin điện tử, Facebook với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, lan tỏa tới đông đảo người dân. Trước kia thì tôi cũng không biết gì đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh Ninh Bình. Qua báo đài, tôi cũng có mới biết đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh Ninh Bình. Khi mà chúng tôi đến trung tâm thì được các tư vấn viên của trung tâm là cũng đón tiếp và cũng rất là nhiệt tình và tư vấn cho chúng tôi trong cái vụ việc là rất là tốt. Trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng, các trợ giúp viên pháp lý tăng cường giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của trung tâm, các quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý cho người dân. Đây cũng là một trong những hình thức truyền thông hiệu quả của trung tâm. Từ năm 2018 đến nay đã tiếp nhận trong kỳ trên 1.300 vụ việc, trong đó tư vấn 796 vụ việc, tham gia tố tụng 557 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 24 vụ việc. Người thực hiện các cái lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý này thì tập trung chủ yếu vào là các cái đối tượng là trợ giúp viên. Đấy, ngoài vấn đề mà tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở thì cái đội ngũ trợ giúp viên pháp lý mà trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh còn tham gia vào vấn đề bảo vệ các cái quyền lợi ích hợp pháp, các cái vụ việc thông qua cái việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cũng rất có hiệu quả và được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá rất là cao. Cho nên là cái vai trò và trách nhiệm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý là cũng hết sức nặng nề để mà góp sức cùng với lại cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc mà giữ gìn cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn pháp luật và truyền thông và trợ giúp pháp lý ở cơ sở với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, trong đó thì có chú trọng đến các cái công tác truyền thông trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như là đối với báo Ninh Bình, các cái chuyên mục trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, và bên cạnh đó thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý cũng sẽ truyền thông trên các cái phương tiện trang mạng xã hội, thì trong đó là có Zalo, Facebook. Hoạt động truyền thông được triển khai chất lượng và hiệu quả đã góp phần đưa trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến, đồng thời đã tạo được niềm tin và là cầu nối, diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và người dân tại cơ sở, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật cho mỗi người dân.